Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 16 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cuộc họp với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo Bộ Y tế, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, cả nước có hơn 1,4 triệu ca mắc COVID-19, hơn 1 triệu người khỏi bệnh, có 28.500 người tử vong. Riêng từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12, cả nước có gần 107.000 ca mắc COVID-19, trong đó có gần 70% là lây nhiễm trong cộng đồng. So với tuần trước, số ca mắc trong cộng đồng tăng hơn 15%, số tử vong tăng hơn 24%. Tính đến ngày 14 tháng 12, cả nước tiếp nhận 169 triệu liều vaccine, đã tiêm hơn 135 triệu 200 ngàn liều. Tỷ lệ đạt 88% số vaccine đã phân bổ. Bộ Y tế nhận định số ca mắc mới trong cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng tăng nhanh tại nhiều địa phương trên cả nước. Đáng lưu ý là biến chủng Omicron đã xuất hiện ở 4 châu lục và 77 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch, trọng tâm là khẩn trương tiêm vaccine, tập trung nhân lực, thiết bị, điều trị ca bệnh tầng cao nhằm giảm nguy cơ tử vong. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, dù tình hình dịch bệnh thời gian qua diễn biến phức tạp, song với nhiều nỗ lực, nước ta cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, số người điều trị khỏi bệnh cũng tăng dần. Nước ta xác định tiêm vaccine là một trong những giải pháp quan trọng nhất để phòng chống dịch, nhưng tỷ lệ tiêm ở nhiều địa phương chưa đạt yêu cầu, vì vậy cần khẩn trương tiêm vaccine theo kế hoạch. Trong tháng 12 này, các địa phương phải tăng cường tiêm mũi 2 cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên, đồng thời hoàn tất việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi để mở lại trường học an toàn. Quyết tâm trong quý 1 năm 2022 tiến hành tiêm mũi 3 cho tất cả các đối tượng đã tiêm mũi 2 đã đến thời gian tiêm nhắc lại. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương cần đánh giá đúng tình hình thực tế trong công tác phòng chống dịch bệnh, từ báo cáo kết quả phòng chống dịch đến việc dự báo tình hình phải cụ thể, không báo cáo nhận định chung. Bên cạnh triển khai công tác tiêm vaccine, thu dung điều trị F0, cần rà soát lại các nguồn kinh phí đã chi tiêu cho công tác phòng chống dịch, kể cả nguồn vận động ngoài ngân sách, tuyệt đối không để thất thoát lãng phí. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương phải bám sát tình hình, tăng cường năng lực y tế của địa phương trong phòng chống dịch, nhưng phải bám sát nghị quyết 128 của Chính phủ, các hướng dẫn của Bộ Y tế, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng địa phương tự ý ra quy định trái với Trung ương. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân chấp hành các quy định phòng chống dịch, không chủ quan lơ là, ỷ lại khi đã được tiêm đủ liều vaccine, triển khai đồng bộ hiệu quả công tác phòng chống dịch, từng bước phục hồi phát triển kinh tế trên phạm vi cả nước.